Mình xin kính chào quý các bạn. Nay mình đến vườn của anh Minh ha quý vị. Anh có một số bông trang ha, giống như là Mỹ Hồng ha quý vị. Mỹ Hồng với bông trang đỏ lá trung ha quý vị. Đây Mỹ Hồng ha quý vị. Những cây Mỹ Hồng này thì ảnh bán thanh lý ha quý vị. Này nói chung là hoành nó tầm cả ngón tay cái ha quý vị. Ảnh quay thanh lý hết luôn quý vị. Đây những cây nằm đất không quý vị, cả ngón tay cái ha, mặt bông này ha quý vị. Mỹ Hồng này thì ảnh thanh lý 350 một cây ha quý vị, ảnh bao bứng bao ship cho quý vị luôn ha. Cái số lượng Mỹ Hồng này cũng khoảng tầm chục cây ha quý vị. Còn cái bông trang đỏ lá trung này ha quý vị thì cũng có bự có nhỏ ha quý vị. Cây thần chậu có, cây nằm đất có ha, ảnh cũng thanh lý luôn. Đây cái này là 2 4, này cũng là nó luôn ha quý vị, nhưng mà tại vì anh không có thời gian chăm sóc. Đây cũng là nó luôn, nói chung là anh thanh lý hết luôn ha quý vị. Đây trong đây nha, có những cây này bông rất là bự nhiều quý vị ơi, đẹp. Đây cây này là cái tàn nó bự lắm quý vị, có cái mặt tàn ha. Mình quay cho quý vị xem tham khảo được thì chốt ha quý vị. Từ đây dài xuống dưới ha quý vị. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Mấy cây nhỏ nhỏ thì mình, cái nhỏ nhỏ cái này bỏ lại ha quý vị. Cỡ những cây nào tàn cao cao á, tới ngực á thì ảnh thanh lý hết ha. Có những cây rất là đẹp quý vị ơi, có những cây một cốt tàn bự lắm. Đây giống như cây này một cốt ha quý vị, hoành khoảng 10, cũng 10 trở lên ha quý vị. Đây mặt bông không quý vị, nó dưới hai cây nữa. Cái này ảnh thanh lý thì giá, nếu mà quý vị lấy hết nguyên cái khu vực này luôn á là ảnh bán cho quý vị 250 một cây, ảnh bao ship bao ứng cho quý vị luôn ha. Tầm 2 5 7 9 11 12 13 14 15 16 cây ha quý vị, 17 cây ha quý vị, tính cho 20 cây, với trên kia còn mấy cây nữa. Nói chung là cũng có bự có nhỏ, có cây tàn rất là đẹp không quý vị. Tại vì có một số cây thì nó không có bông thì do anh không có chăm sóc. Đây giống như quý vị thấy ha, ảnh thanh lý luôn quý vị, mua hết nguyên lô luôn là 250 một cây. Còn quý vị mua lẻ thì ảnh bán 300 ngàn cây ha quý vị. 300 ngàn cây thì cho quý vị lựa thoải mái luôn. Ảnh thanh lý 20 cây. Đây còn những cây thường nằm trong chậu nữa ha quý vị. Rồi Mỹ Hồng ở đây ha. Đây những cây này anh cũng thường chậu ha quý vị. Anh nằm chậu, nó anh cũng thanh lý luôn. Là toàn bộ 250 một cây ha quý vị. Quý vị mua hết 250 cây, còn nếu mà quý vị mua lựa cây thì 300 ngàn cây anh bao bứng bao ship. Nhưng mà có hai này thường chậu thì anh, quý vị mua thì anh rút làm bầu, rút chậu không quý vị. Rất là nhiều không quý vị. Địa chỉ của anh ở đây, quý vị nào muốn mua thì cứ lại tại vườn xem kỹ luôn ha quý vị. Ở chợ gạo Tiền Giang thì số điện thoại của ảnh mình để trên phần tiêu đề ha quý vị. Quý vị nào muốn mua lại tại vườn ảnh xem chi tiết cho kỹ ha. Đây rất là nhiều ha quý vị. Đó. Rồi quý vị nào thiện chí mua thì cứ liên hệ anh Minh ha, xuống tại vườn xem ha quý vị. Còn quý vị nào mà ở xa thì cứ, nếu mà cảm thấy giá cả hợp lý thì cứ alo anh Minh, rồi anh sẽ bứng, anh bao ship cho quý vị luôn ha. Rồi cũng cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video clip ha quý vị. Quý vị nào xem chưa đăng ký, nhấn chuông, hãy đăng ký nhấn chuông để cập nhật những video tiếp theo ha quý vị.